Bản tin nhìn ra thế giới của Đài Hà Nội. Thưa quý vị, Liên Hợp Quốc gần đây đã đưa ra báo cáo lần đầu tổng kết mọi nỗ lực của quốc tế về thỏa thuận khí hậu Paris 2015 và mục tiêu đến cuối thế kỷ này, nhiệt độ chỉ tăng tối đa 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Báo cáo đưa ra kết luận, thế giới chưa theo đúng lộ trình để đạt được các mục tiêu dài hạn của thỏa thuận khí hậu Paris. Theo Liên Hợp Quốc, thế giới phải hành động nhiều hơn trên mọi mặt trận để đáp ứng các mục tiêu chống biến đổi khí hậu. Tại Paris năm 2015, gần 200 quốc gia đã đồng thuận về chính sách hạn chế gia tăng nhiệt độ toàn cầu không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Mỗi quốc gia đều chịu trách nhiệm quyết định các hành động về khí hậu của riêng mình và nộp báo cáo tiến độ vào năm 2023 để chờ các đề xuất. Bản báo cáo dài 90 trang Global Stocktake là bản tổng kết đầu tiên về thỏa thuận khí hậu Paris 2015 rất được trông đợi, được xem như nền tảng cho các cuộc đàm phán tại Hội nghị Thượng đỉnh Khí hậu lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc COP28 sẽ diễn ra từ 30 tháng 11 đến 12 tháng 12 năm 2023 ở Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Chúng ta có cơ hội đánh giá tiến trình thực hiện thỏa thuận Paris thông qua bản đánh giá có tên là Global Stocktake. Nó cho thấy chúng ta đang làm việc cùng nhau như thế nào. Và khi thỏa thuận Paris được thông qua năm 2015, chúng tôi đặt ra mục tiêu hạn chế sự gia tăng nhiệt độ của trái đất xuống dưới 2 độ C. Nhưng ưu tiên của chúng tôi là 1,5 độ C, xuất phát từ tình trạng nguy cấp của các quốc đảo và các quốc gia dễ bị tổn thương trên thế giới. Mặc dù chúng ta đang đi chệch hướng đáng kể so với mục tiêu đã đặt ra, nhưng thỏa thuận Paris vẫn là một thành tựu phi thường. Liên Hợp Quốc cho hay, các cam kết hiện tại về cắt giảm khí thải là không đủ để duy trì nhiệt độ trong ngưỡng 1,5 độ C. Theo đó, để thực hiện mục tiêu này, thế giới cần phải cắt giảm thêm hơn 20 gigaton CO2 trong thập kỷ này và mức ròng toàn cầu bằng không vào năm 2050. Trước đó, các nước đã đặt ra mục tiêu thế giới phải đạt đỉnh phát thải vào năm 2025, tức là từ sau đó, việc phát thải phải diễn ra theo chiều hướng giảm, và đến năm 2030, phải giảm 43% lượng khí thải nhà kính toàn cầu so với năm 2019. Tỷ lệ này vào năm 2035 phải đạt 60%. Mặc dù các hành động đang diễn ra, nhưng hiện nay vẫn còn nhiều điều cần làm trên tất cả các mặt trận. Đặc biệt, phát triển năng lượng tái tạo và loại bỏ nhiên liệu hóa thạch không thu giữ khí carbon là những yếu tố thiết yếu của quá trình chuyển đổi năng lượng đúng đắn hướng tới trung hòa carbon. Mục tiêu của các nước là cắt giảm 67-92% việc sử dụng năng lượng than vào năm 2030 so với năm 2019 và gần như loại bỏ mọi nhiên liệu này trong sản xuất điện vào năm 2050. Điện năng thấp không có carbon sẽ chiếm tới 99% tổng sản lượng toàn cầu vào giữa thế kỷ này. Nhưng những thách thức về công nghệ là vấn đề phải được giải quyết. Tuy nhiên hiện nay, hàng tỷ đô la Mỹ vẫn đang được đầu tư vào nhiên liệu hóa thạch, than đá đang được tiêu thụ không điều độ. Nhiệt độ trái đất đã tăng 1,2 độ C so với thời tiền công nghiệp. Các hiện tượng thời tiết cực đoan diễn ra khắp nơi trên thế giới, gây nhiều thiệt hại về người và tài sản. Báo cáo kêu gọi đến năm 2030, các nước cắt giảm 67-92% mức sử dụng than đá so với năm 2019 và từ nay đến năm 2050, loại bỏ nhiệt điện than, nâng nguồn điện phi carbon hoặc carbon thấp lên 90% tổng sản lượng điện. Ngoài ra, báo cáo cũng kêu gọi tài trợ để hỗ trợ phát triển các dự án hạn chế carbon. Các nước có mức phát thải lớn cần nỗ lực nhiều hơn để cắt giảm khí thải và các nước giàu phải đáp ứng những cam kết tài chính về khí hậu. Tôi kêu gọi các nước G20 cần đình chỉ những hoạt động liên quan đến cấp phép và tài trợ những dự án mới của chính phủ có sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Theo phân tích gần đây của nhóm các nhà khoa học quốc tế chuyên nghiên cứu mối liên hệ giữa biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan, World Weather Attribution, các đợt nắng nóng khắc nghiệt diễn ra vừa qua đã tàn phá nhiều khu vực ở Mỹ, châu Âu và Trung Quốc. Cơ quan giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu EU cho biết, năm 2023 có thể sẽ là năm nóng nhất lịch sử loài người và nhiệt độ toàn cầu trong mùa hè này ở Bắc Bán Cầu là mức cao nhất từng được ghi nhận. Theo báo cáo mới công bố của cơ quan biến đổi khí hậu Copernicus C3S thuộc EU, nhiệt độ trung bình toàn cầu trong tháng 6, tháng 7 và tháng 8 là 16,77 độ C, vượt xa kỷ lục trước đó là 16,48 độ C vào năm 2019. Tháng 8 vừa qua là tháng 8 nóng kỷ lục trong lịch sử và có nhiệt độ trung bình cao hơn tất cả các tháng khác, ngoại trừ tháng 7 năm 2023. Chúng ta vừa chứng kiến tháng 8 ấm nhất được ghi nhận trên toàn cầu, và tiếp theo là tháng 7 và tháng 6 ấm nhất. Chúng ta đang thấy tác động của biến đổi khí hậu qua những đợt nắng nóng và sự ấm lên của bề mặt đại dương. Cùng với đó là các vụ cháy rừng tàn khốc và các trận mưa dữ dội. Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO cảnh báo rằng
các đợt nắng nóng thường xuyên và dữ dội hơn đang làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, khiến tuổi thọ con người suy giảm và gây tổn hại cho các dạng sống khác. Các đợt nắng nóng làm suy giảm chất lượng không khí, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nông nghiệp và thực tế là cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Nhiệt độ bề mặt nước biển toàn cầu cao kỷ lục là một trong những yếu tố quan trọng góp phần tạo ra sóng nhiệt trong suốt mùa hè với các đợt nắng nóng tấn công Bắc Đại Tây Dương và Địa Trung Hải. Các chuyên gia cảnh báo thế giới sẽ còn tiếp tục chứng kiến nhiều kỷ lục về khí hậu hơn, cũng như các hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên và dữ dội hơn nếu không kiểm soát được khí gây hiệu ứng nhà kính. Liên Hợp Quốc cảnh báo biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các đợt nắng nóng. Theo một báo cáo mới đây của Tổ chức Khí tượng Thế giới, nắng nóng cực độ cùng với cháy rừng và bụi sa mạc đang gây tác động lớn đến chất lượng không khí, gây ra ô nhiễm đe dọa đến sức khỏe của con người. Khói mù do cháy rừng gần đây khiến người dân tại các thành phố từ Athens, Hy Lạp đến New York, Mỹ sống trong bầu không khí ngột ngạt. Đây có lẽ là dấu hiệu rõ ràng nhất về tình trạng ô nhiễm không khí do nắng nóng khắc nghiệt gây ra. Tuy nhiên, trong báo cáo hàng năm về khí hậu và chất lượng không khí dựa vào dữ liệu của năm 2022, Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO của Liên Hợp Quốc cho rằng nắng nóng cực đoan cũng có nguy cơ tạo ra nhiều hóa chất nguy hiểm cho sức khỏe của con người. Kết quả một nghiên cứu gần đây của Viện Chính sách Năng lượng tại Đại học Chicago chỉ ra rằng ô nhiễm không khí do bụi mịn từ những thành phần như khí thải xe và công nghiệp, cát và cháy rừng là mối đe dọa bên ngoài lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng trên toàn thế giới. Theo WMO, chất lượng không khí và khí hậu có liên quan với nhau. Những chất tác động xấu đến biến đổi khí hậu và chất lượng không khí thường sinh ra từ cùng nguồn, và những thay đổi ở yếu tố này chắc chắn sẽ gây ra những thay đổi ở yếu tố còn lại. Chất lượng không khí và biến đổi khí hậu không nên được nghiên cứu riêng lẻ mà nên được nghiên cứu cùng nhau. Chúng không thể tách rời bởi nhiều loại khí gây ra biến đổi khí hậu cũng được thải ra từ cùng một nguồn gây ô nhiễm không khí. Hơn nữa, có một mối liên hệ phức tạp trong tập hợp các phản ứng hóa học, trong đó các chất ô nhiễm trong khí quyển được tạo ra một phần từ khí nhà kính toàn cầu. Các nhà nghiên cứu đều nhất trí cho rằng biến đổi khí hậu đang khiến các đợt nắng nóng gia tăng cả về tần suất và cường độ, đồng thời làm tăng nguy cơ xảy ra các đám cháy rừng dữ dội hơn. Nhà nghiên cứu Lorenzo Labrado của WMO tại mạng lưới theo dõi khí quyển toàn cầu, bộ phận lập báo cáo trên, khẳng định nắng nóng kéo dài và cháy rừng có liên quan chặt chẽ với nhau. Khói từ các đám cháy rừng chứa những hóa chất nguy hiểm không chỉ ảnh hưởng xấu đến chất lượng không khí và sức khỏe, mà còn gây hại cho thực vật và hệ sinh thái, mùa màng, cũng như dẫn đến nhiều khí thải carbon và nhiều khí gây hiệu ứng nhà kính hơn trong khí quyển. Dữ liệu cho thấy các đợt nắng nóng năm ngoái gây cháy rừng ở khu vực Tây Bắc nước Mỹ dẫn đến chất lượng không khí kém. Nhiệt độ tăng vọt tại châu Âu cùng với lượng bụi sa mạc cao bất thường bay đến lục địa này, dẫn đến nồng độ của cả bụi mịn và ozone ở mặt đất gia tăng. Mặc dù ozone ở tầng khí quyển cao có tác dụng như một tấm lá chắn ngăn chặn các tia cực tím có hại, nhưng nồng độ ozone cao ở mặt đất lại gây hại cho sức khỏe con người và phá hoại mùa màng cũng như các hệ sinh thái. Thiệt hại do ozone gây ra trên toàn cầu trung bình là 4,4-12,4% đối với cây lương thực chính, trong khi thiệt hại đối với lúa mì và đậu tương lên tới 15-30% ở một số vùng của Ấn Độ và Trung Quốc. Do đó, WMO nhấn mạnh, con người không nên coi biến đổi khí hậu và chất lượng không khí là hai vấn đề riêng rẽ, mà cần giải quyết đồng thời cả hai để phá vỡ vòng luẩn quẩn. Chúng ta đã biết, biến đổi khí hậu là tình trạng thay đổi nhiệt độ và các kiểu thời tiết trong thời gian dài. Những thay đổi này có thể là tự nhiên, chẳng hạn như thông qua các biến động của chu kỳ mặt trời. Nhưng kể từ những năm 1800, hoạt động của con người là nguyên nhân chính gây ra biến đổi khí hậu, chủ yếu do đốt nhiên liệu hóa thạch như than, dầu và khí đốt. Việc đốt nhiên liệu hóa thạch sẽ tạo ra khí thải nhà kính. Loại khí thải này hoạt động giống như một tấm chắn bao quanh trái đất, giữ lại nhiệt của mặt trời và làm tăng nhiệt độ trái đất. Việc làm sao để loại bỏ các loại khí thải này đang là vấn đề được nhiều quốc gia quan tâm. Carbon dioxide và methane là hai ví dụ về loại khí thải nhà kính gây ra biến đổi khí hậu. Chúng có thể xuất hiện khi chúng ta sử dụng xăng để lái xe hoặc sử dụng than để sưởi ấm tòa nhà. Việc phát quang đất đai và rừng cũng có thể thải ra carbon dioxide. Các bãi chôn lấp rác là một nguồn chính thải ra khí methane. Năng lượng, công nghiệp, giao thông, xây dựng, nông nghiệp và sử dụng đất là một trong những nguồn phát thải chính. Một số quốc gia đang hy vọng hội nghị COP28 có thể đảm bảo một thỏa thuận toàn cầu nhằm loại bỏ dần nhiên liệu hóa thạch, thứ gây ô nhiễm làm nóng hành tinh. Họ muốn điều này không chỉ bao gồm than đá,
như đã nhất trí tại các cuộc đàm phán về khí hậu của Liên Hợp Quốc trước đây, mà còn cả dầu khí. Tại COP28, EU sẽ thúc đẩy một cách có hệ thống và kêu gọi toàn cầu chuyển sang các hệ thống năng lượng không sử dụng nhiên liệu hóa thạch trước năm 2050. Tại hội nghị thượng đỉnh về khí hậu ở châu Phi ở Kenya mới đây, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi các nước phát triển cần chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, cũng như thúc đẩy việc thực hiện cam kết đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2040, càng sớm càng tốt, thông qua việc đầu tư vào quá trình chuyển đổi hợp lý và công bằng. Cụ thể, các nước phát triển cần đưa ra lộ trình rõ ràng và đáng tin cậy để tăng gấp đôi ngân sách cho quá trình chuyển đổi vào năm 2025 như bước đi đầu tiên trong quá trình này. Về lâu dài, những kỹ thuật giảm hoặc loại bỏ CO2 trong khí quyển sẽ phát triển mạnh mẽ trong bối cảnh nhân loại không có khả năng ngăn chặn phát thải khí nhà kính. Thu khí trực tiếp DAC còn được gọi là loại bỏ carbon dioxide CDR, sử dụng các phản ứng hóa học để loại bỏ CO2 khỏi không khí. CO2 sau đó có thể được lưu trữ dưới lòng đất hoặc sử dụng trong bê tông hoặc các sản phẩm nhiên liệu hàng không. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, khi được triển khai quy mô lớn, công nghệ thu giữ không khí trực tiếp có thể giúp Mỹ đạt mục tiêu trung hòa khí thải gây hiệu ứng nhà kính vào năm 2050. Nhiệm vụ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu luôn phức tạp bởi sự chia rẽ về địa chính trị và kinh tế. Hội nghị COP28 sắp tới tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất sẽ giúp các nước cùng nhau hoạch định lộ trình hành động khí hậu, các cam kết về giảm thiểu, thích ứng và điều chỉnh các nguồn tài chính để phù hợp với việc thực thi thỏa thuận Paris. Thế giới cần thấy những nhà lãnh đạo của họ đoàn kết lại, cùng nhau hành động để làm cho hành tinh này xanh hơn và bền vững hơn. Bản tin Nhìn ra Thế giới hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại.